á, bụng nó ở dơ lắm chị. Dơ dơ sao cô? Ở trong phòng của nó, nó bước vô giống như là mìn vậy. Nó nuôi hai con chó, nó ngủ chung. Đúng rồi, ngủ em chung đi, em nhón nhón được không à, dơ lắm. Nó đồ đạc nó quăng tứ phía hết trơn. Ồ, sao mấy đứa này bây giờ mình phải khai xấu nó được đó. Mở phải lạnh luôn hả cô? Mình phải mở phải lạnh, đúng. Là 3-4 con ngừ ở trong đó, ví dụ 1 con ngừ, 3-4 con chó trong đó rồi, mà lạnh. Mở mới lạnh mà nó thả bơm tùm đúng lum rồi, đúng vậy. Rồi, đúng rồi. Rồi lông chó bay tùm lum, mỗi lần livestream mà thấy lông chó bay ngợp trời. Người ta tưởng hả là hả tiết, người ta tưởng là tiết hay là định trang trí đồ không, lông chó đó. Ghê lắm, trời nó bay ngợp trời. Nó mở phải lạnh ghê. Mình bây giờ mình phải khai xấu rồi nó trên cộng đồng mạng đi. Chứ thì nó nuôi chó như con, chị nuôi mèo, thật khổ. Mẹ mà thương con lúc nào cũng nghĩ tới con mà quên nghĩ cái hạnh phúc riêng mình luôn. Còn đối với bản thân em thì sao Phụng? Là... em có muốn là mẹ em bước thêm bước nữa? Dạ em muốn lắm chứ. Muốn lắm hả? Dạ. Sẵn chương trình em nhìn vô máy em kêu gọi đi. À, mọi người ơi, đây là mẹ của em. À, dạ nếu như mà chú nào thích mẹ con thì cứ ấy luôn nha. Tại con cũng dễ thương lắm. Dễ thương quá trời. Khi nào rồi Facebook của em mới hot, người ta biết tới em nhiều? Dạ lúc đó là cái thời điểm đó là em nghỉ học ở nhà. Em rảnh xong rồi cái em thấy mấy anh mấy chị mà kiểu lớn lớn á, cô con coi thấy mấy cái vlog đồ á, thấy con bắt chước. Dạ con bắt chước, con cũng làm ẹo làm qua làm lại em đẹp vậy mà không biết bắt sao tao thích. Hồi năm con lớp 10 thì mọi người mới biết tới. Lý do? Dạ tại vì con gây lộn với bạn kia. À, chửi lộn hả? Dạ chửi lộn. Tức quá bạn đó kế bên lớp xong chửi không lại. Chửi không lại về nhà quay điện thoại chửi. Chửi xong cái nguyên cái trường chia sẻ. Trời ơi Phụng nó chửi nhỏ này hay quá mọi người. Tự nhiên nổi tiếng hả? Dạ xong cái con thấy lại tại con ăn quen mà. Con thấy con làm quen. Được cái con làm nữa. Con làm được không làm nữa. Nhưng mà con không chửi nữa. Con đổi cái khác. Xong cái con thấy cũng được nữa. Cái con ăn quen cái con làm hoài luôn. Cái con nổi luôn. Trời ơi, cái chữ dần, chữ điệu, chữ thơ ca hò dè chứ không phải là chữ sổ sàng nha. Chữ là thuộc dạng chữ văn học đàng hoàng. Và lúc nào cũng được lượt view rất là cao và khi mọi người chú ý rất là nhiều. Đúng không em? Dạ, khi mọi người chú ý nhiều cái bán đồ. Bán hàng được, bán hàng. Hay quá em ơi, vô họng luôn rồi. Ủa em dạo đây em còn livestream ngủ nữa không? Hả? Trời ơi, nó nhiệm màu lắm mẹ. Livestream ngủ hả? Trời có nghĩa là nó ngủ nó cũng livestream. Nó ngủ từ khuya đến sáng. Có nào mà cô vô cô thấy nó đang ngủ đang livestream không cô? Sao nó để máy hả? Nó để máy đó, để ai vô dạ? coi. Ờ, nó dặn là mọi người ơi đừng ồn để Phụng ngủ nha. Cái gì đó vậy? Ủa đâu vậy, ở đâu em có cái sáng kiến mà vừa ngủ vừa livestream vậy em? Tại em thấy hôm bữa cũng có cái bạn nào bên nước ngoài á, tự nhiên đăng lên như này. Good night everybody. Xong cái tự nhiên ngủ luôn. Không do con cũng gần, con coi lâu lắm. Xong thấy ủa nó ngủ thiệt. Rồi cái nó bắt chước ngủ thử. Con ngủ thử cái mấy bạn vô canh con ngủ thiệt. Con có ngái không? Có dạ. Không có, nó không ngái mà con chó nó ngái. Nó ngủ nó ôm con chó mà hai đứa nó ngái. Mà cọc luôn á, người coi cọc luôn. Ủa mà người coi vẫn đông. Livestream vậy là bao nhiêu phút rồi trong cái chuyện con ngủ? Dạ không, lâu lâu con mới làm lần à. Nhưng mà con để bao lâu? Con để bữa hình như con ngủ cái con giật mình cái là điện thoại con hết pin hình như được 3 tiếng mấy. Ngủ 3 tiếng mấy. Mà vẫn có. Vẫn có người coi. Nó biết làm gì hay sao đó. Nó làm nó công chúa ngủ trong rừng vậy mẹ. Rồi mẹ lúc đó là thấy nó thành công thì lúc đó cái cảm xúc của người đẹp này sao nè? Dạ em mừng. Mừng em mừng, em nghĩ con mình chắc nó cũng hiểu biết rồi. Chấp nhận ba cái đốm. Nhưng mà bên cạnh đó nè, bên chấp cạnh dạ, những cái chửi đó nè là anti-fan một cái lượng khủng khiếp luôn. Đó, đúng không cô? Dạ. Và khi mà chắc chắn là có những lời không hay, những lời ra vào thì lúc đó cô vượt qua như thế nào? Mẹ đừng có quan tâm mẹ. Phải có người ghét người thương vậy con quen rồi nên mẹ em đừng nói tại vì em sợ gây trong đó đó. Em nói con nhịn đi con sâu chửi con. Phụng nói thôi mẹ không có đâu con quen rồi. Mình lên Facebook mình vậy là phải có người nói này cho vô. Cũng hay lắm nhịn được. Không mà đôi khi một người bị chửi nhiều quá cũng phải áp lực chứ con mà cô thấy bình thường hả? Có nào cô cảm thấy cô xót cho con mình không? Có nói với con riêng mà con nói là gì cái mình mạnh lên nữa. Ủa sao con mình nói mình vậy mà mình phải mạnh chứ. Cái mình đơ ra giống nó luôn. Má Phụng nó ở dơ lắm chị. Sao dơ sao cô? Ở trong phòng của nó đó bước vô giống như là mìn vậy. Nó nuôi hai con chó nó ngủ chung. Đúng rồi, ngủ em đi em nhón nhón được không à, dơ lắm. Nó đồ đạc nó quăng tứ phía hết trơn. Ồ sao mấy đứa này bây giờ mình phải khai xấu nó được đó. Mở phải lạnh luôn hả cô? Mình phải mở phải lạnh, đúng. Là 3-4 con ngừ ở trong đó, ví dụ 1 con ngừ, 3-4 con chó trong đó rồi, mà mở mới lạnh mà nó thả bơm tùm lum người ta đúng vậy. Rồi lông chó bay tùm lum, mỗi lần livestream mà thấy lông chó bay ngợp trời. Người ta tưởng hả là hả tiết, người ta tưởng là tiết hay là định trang trí đồ không, lông chó đó. Ghê lắm, trời nó bay ngợp trời.
nó bảo phải làm ghê. Mình bây giờ mình phải khai xấu rồi nó trên cộng đồng mạng đi. Chứ thì nó nuôi chó như con, chị nuôi mèo, thật khổ. Đó. Chị biết không, sáng mà nó thí dụ Phụng hẹn đi đâu chơi với bạn á, cái Phụng thay đồ Phụng đi xuống, cái em vừa thấy Phụng đi xuống đó, con nó nghe nè, cái em lấy cái cây mà nó lăn bụi á, em kêu nó dỡ cái này lên, dỡ cái này, em lăn cái cho nó đi. Chứ không có cho đi thì nó dính tùm lum hết. Trời ơi, cái mẹ thương con nên mà không? cứ đợi con đi xuống cầm cái cây, cái lăn vậy, cái nó đi. Rồi lăn như đốt phong long nè, em làm thấy ghê lắm, xẹt vậy nè. Mà nó không tự ái, nó không tự ái, nó vẫn đơ kìa, nó vẫn cứ đơ ra rồi nó cứ để cho mình lăn vậy đó. Rồi nó đi. Ủa, nó sở thích của em hay sao Phụng? Dạ em thích rồi, hồi nhỏ mẹ em cũng cho nuôi nhưng mà em cũng lén về em giấu nuôi. Hiện tại là em có bao nhiêu con? Dạ giờ em nuôi có một con, mẹ cũng la. Nó tên gì? Dạ tên Cá. Tên con chó mà tên cá. Mốt nuôi con cá tên chó bé lạ. Còn gì nữa, con này nhiều tật quá đi, lì nè, im lặng nói theo ý mình nè. Xong rồi ở ngoài những cái tật xấu đó thì ở nhà Phụng còn những cái tật xấu gì nữa không cô? Không có biết nấu ăn, làm biếng lắm. Làm biếng nấu ăn, có order về em sợ đồ ăn ngoài không có hợp vệ sinh. À, rồi nữa không ấy, cái mình nấu cái Phụng xuống bụng, bữa nào Phụng nấu là chén nó làm bể. Dặn mâm sáng chén không, nó làm bể. Dặn nó làm bể đó. Chén, nó làm bể. Cái mình mới mà Phụng á là do ngộ lắm, ban ngày nó ngủ ban đêm mới thức, nó lạ lắm. Giống người thường, làm hacker đó cô. Vì mẹ mà thương con lúc nào cũng nghĩ tới con mà quên nghĩ cái hạnh phúc riêng mình luôn. Còn đối với bản thân em thì sao Phụng? Là... em có muốn là mẹ em bước thêm bước nữa? Dạ em muốn lắm chứ. Muốn lắm hả? Dạ. Sẵn chương trình em nhìn vô máy em kêu gọi đi. À, mọi người ơi, đây là mẹ của em. À, dạ nếu như mà chú nào thích mẹ con thì cứ ấy luôn nha. Tại con cũng dễ thương lắm. Dễ thương quá trời. Dạ, cô thấy làm sao nè? Cô không chịu. Đây... cô không chịu thế luôn quá. Dạ, con nói nó chia sẻ tình cảm á, tội nghiệp nó. Con đâu có sợ đâu mẹ cứ chia sẻ san sẻ bình thường. Nếu em mà nghĩ tới chuyện lập gia đình thì em đã có lâu rồi. Dạ. Mà em cũng hy vọng Phụng sau này đừng có đi theo cái dấu vết của em. Tội nghiệp con lắm. Dạ. Vậy không lẽ giờ không lấy chồng cũng hay sao không? Không thích, không muốn lấy chồng. Vậy sao Phụng, bây giờ mẹ không muốn lấy chồng? Em cũng tạo điều kiện lắm. Ý là em thấy mà mẹ em mà có bạn mà con trai là em cứ chơi giá bộ đẩy vô mà mẹ em cứ xê đẩy mẹ em xê. Nó với Phụng á, nó cũng có tâm lắm mà có khi nó cũng vô tâm lắm. Nó nói không phải em lên TV nè em nói xấu nó đâu. Nó nói nè mẹ ơi, mẹ có chồng đi, con đi du lịch đi Đà Lạt gì mẹ cũng điện về á, tại vì em có một mình nó đi khi nó bỏ em mình. À, mình cái em điện nó về này kia, cái mẹ có chồng đi, mẹ quen bồ đi, con đâu cấm mẹ đâu. Thế tự nhiên nó nói gì cái mình thổi con mình á, mà nó cũng lúc nó cũng mẩn ngờ, nó lo làm á, nó đâu có nhìn tới em đâu. Mà mình muốn con mình tâm sự với mình lắm cũng không được, bây giờ cũng vậy á, ít lắm. Mẹ hạnh phúc của mẹ con là có phải muốn con ở hai mẹ con lâu lâu tâm sự với nhau đúng không? Dạ. Hai mẹ con là ở bên cạnh nhau. Bạn nhau như những người bạn. Cái hạnh phúc là tùy theo mỗi người cảm nhận thôi con. Con rất là dễ thương, con rất là đáng yêu khi con muốn mẹ con hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc của mẹ con lại nghĩ khác. Cô biết sao không? Thường thường chắc do là cũng khó nói á. Ví dụ như mẹ con cũng buồn, mẹ kêu xuống tâm sự với mẹ. Cái nói dạ mẹ buồn cái gì vậy? Cái con cũng nói chuyện chất quốc. Xong cái mẹ la quá trời, la sùm xong cái lên lầu. Không có bao giờ nói chuyện được lâu. Có nào mà vô phòng mẹ ôm mẹ, hung mẹ đồ này nọ? Có, cũng có, nhưng mà hung cái rồi đi, giống như là hung cho ăn cũng có lệ á. Trời, sao mẹ nói gì kỳ vậy? Con cũng mẹ thâm thiết lắm mà. Chờ, lòng nó khác, rồi mẹ là nghĩ khác. Dạ, cô có phải vậy không cô? Có phải là... dạ. Chắc nhưng không... mà từ trong sâu thẳm một trái tim người mẹ thì chắc chắn cô sẽ thương Phụng lắm đúng không? Nhưng mà không bày tỏ được hay sao cô? Không, cái này cái vấn đề là mâu thuẫn với nhau về ngôn ngữ thôi. Dạ. Về ngôn ngữ thôi con, cái cảm xúc thì hai người vẫn rất yêu thương nhau, vẫn rất muốn giúp con mình, nhưng mà cái cách diễn đạt á, về ngôn ngữ á, là hai người bị contrast với nhau. Đúng không? Con này nó mạnh mẽ vậy đó, nhưng mà thật ra nó cũng muốn những cái từ dịu dàng. Mẹ thì rất thương, tính tình mẹ thì dịu dàng nhưng mà cọc, nhưng mà cọc dạ. Thương con thành ra nói thẳng ra luôn dạ. Thì con này tự ái. Nãy giờ là mẹ đã chia sẻ rất là nhiều điều muốn nói với Phụng, nhưng mà Phụng chưa nói gì với mẹ. Em á hả? Em muốn nói gì một lời với mẹ không Phụng? Ý là chỉ muốn mẹ là mẹ giống như là công nhận em á, chứ là mẹ không bao giờ công nhận hết. Giống như con làm gì mẹ cũng không công nhận, nhưng mà sau lưng mẹ công nhận, mà mẹ cứ làm, mẹ làm vậy mình bị nhùng chí. Nhưng mà nhưng đi mẹ con không có nhùng chí đâu. Cảm ơn Phụng, cảm ơn mẹ rất là nhiều đã tham gia chương trình ngày hôm nay.